Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dạy skip nha. Skip. Dạ. Skip đây. Skip. Skip. Dạy sao vậy? Ai ai. Xin chào tất cả các bạn. Thì mình sẽ không dài dòng, nhưng mà cái gì cũng phải có cơ bản trước rồi mới tới nâng cao. Cho nên mình sẽ đi vào những vấn đề cơ bản nhất của skip nhé. Đầu tiên mình sẽ nói sơ lược về khối skill này nhé. Thì khối skill này là khối Rubik biến thể, có 6 màu, 6 mặt, và nó có 8 viên góc và 6 viên tâm, tương ứng với 6 màu. Và khối skill này nó sẽ xây như thế này, xây xiên nha, chéo như thế này. Nó không giống như khối Rubik 3x3 bình thường vì nó là khối biến thể. Đó. Mình sẽ giới thiệu các bạn về ký hiệu xây. Đây. Xây như thế này là R. Và xây ngược lại là R phẩy. Xây như thế này là L. Xây ngược lại là L phẩy. Và xây ở trên tầng trên đây sẽ là U, và ngược lại là U phẩy. Và ở đằng sau đây như thế này sẽ là B, và xây ngược lại sẽ là B phẩy. Đó, nó sẽ có những mô cơ bản như thế đấy. Và mình đang như vậy nha, mình xây qua hai lần là Y2. Ok, để chúng ta sẽ xong phần giới thiệu đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách giải nha các bạn. Và phần đầu tiên của cách giải, chúng ta sẽ giải một mặt và đúng vị trí các viên góc này. Như thế nào đúng? Hai viên cạnh nhau sẽ cùng màu nhau ở bốn mặt liên tục. Đó, như thế là đúng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách giải một mặt nhé. Ở giải một mặt sẽ có 8 vị trí cơ bản của những viên góc nha các bạn. Đây, đây là một trường hợp đầu tiên và dễ nhất. Thì viên góc này nó sẽ nằm ở bên trái, góc trên bên trái. Ok, là mình cần đưa vào góc này. Màu trắng nó sẽ chỉ vào hướng này. Ok, giờ chúng ta chỉ cần xây một lần thôi. Đó, mình sẽ làm lại cho các bạn nha. Nó đây. Xong. Trường hợp thứ hai, nó sẽ nằm trái bên với trường hợp hồi nãy. Nó lần này nó sẽ nằm bên phải, và viên màu trắng nó sẽ chỉ vào hướng này. Ok. Giờ chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Đó. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Mình cần đưa vào đây, và viên nó ở đây. Ok. Trường hợp tiếp theo. Thì ở trường hợp này, nó sẽ nằm ở góc bên trái, ở trên bên trái, ok. Nhưng viên màu trắng, nó không còn ở đây nữa, mà màu trắng nó ở đây. Và mình cần đưa vào đây. Mình sẽ xây như sau. Mình sẽ đưa cái góc này lên đây. Đó. Và viên màu trắng này, mình sẽ đưa vào đây. Và mình sẽ hạ viên màu trắng nó xuống nữa. Thế là hoàn thành xong một mặt. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đưa vào đây, và viên này mình sẽ đưa lên đây. Viên màu trắng này đẩy qua đây, và trả về. Xong. Rồi tiếp theo, nó sẽ trái bên với trường hợp hồi nãy, và lần này nó sẽ nằm bên phải, ở trên. Và viên trắng nó sẽ hướng về hướng này. Ok, nó không còn ở đây nữa. Ở trường hợp này mình cũng đưa viên này lên, nhưng nó sẽ mình lần này mình sẽ đưa qua bên trái và trả viên này vào, đưa vào đấy. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Như này mình đưa lên đây. Nhà mình chỉ như này qua đây. Trả về.
xong. Trường hợp tiếp theo, ở trường hợp này nó sẽ nằm bên trái góc trên và viên màu trắng nó sẽ chỉ lên trên nhé các bạn. Và mình cần đưa vào đây. Và mình sẽ làm như sau. Mình sẽ xây viên màu trắng vào đây, làm cho nó trở thành cái trường hợp hồi nãy. Và mình sẽ trả như thế này, giống như hồi nãy vậy. Đó. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Này. Này. Đẩy vào đây. Viên này lên đây. Viên này trả vào đây. Và trả về. Xong. Trường hợp tiếp theo. Ở trường hợp này sẽ là trường hợp ngược bên với trường hợp hồi nãy. Lần này nó sẽ nằm ở bên phải góc trên. Và viên màu trắng nó sẽ chỉ ở bên trên. Ok. Và mình sẽ xoay qua đây. Mình set up ra trường hợp thứ ba. Và mình sẽ đưa viên này lên đây. Và trả viên này qua đây. Đưa về. Thế là xong. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Ok. Tiếp theo, ở trường hợp này nó sẽ nằm ở ngay chỗ vị trí mà mình cần đưa vào, nhưng viên gốc nó sẽ bị lật qua bên đây. Màu trắng sẽ chẻo qua bên phải. Ok. Bây giờ mình sẽ đẩy lên và set up trùng với trường hợp thứ ba. Và mình sẽ làm như sau. Đó. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Xây lên đây. Xây bên này lên đây. Xây bên này qua đây. Ok. Trường hợp tiếp theo cũng là trường hợp cuối cùng. Và đây, nó nằm ở vị trí này. Chỉ có điều khác với trường hợp hồi nãy là viên màu trắng nó chỉ ở bên trái. Và mình sẽ set up trường hợp này thành trường hợp thứ tư. Đẩy viên này lên đây. Và đưa viên này lên đây. Đẩy viên này qua. Rồi. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Xong. Và để giải một mặt, chúng ta cứ làm như thế với bốn góc như thế, chúng ta sẽ giải được. Rồi, chúng ta sẽ giải ở đây đi nha. Ví dụ mình nhìn thấy viên này đi, mình sẽ giải vào đây. Ok, xoay qua tiếp theo. Mình thấy viên này đi, mình sẽ giải như thế này. Ok, xoay qua đây tiếp. Mình thấy viên này đi, mình sẽ giải như thế này. Ok. Mình thấy viên này đi, mình sẽ giải như thế này. Đó, xong. Nhưng mà các bạn phải giải đúng vị trí các góc nha. Ví dụ như vậy đi. Vị trí này là vị trí sai rồi. Các bạn phải giải đúng nha. Đó, như thế này. Mình sẽ làm một ví dụ lại nha. Mình thấy như này ở đây. Ok. Và mình cần viên cam để giải ở đây. Giải viên cam nó ở đây. Ok, xong. Tiếp tục, mình thấy viên này là xanh lá. Mình cần viên xanh lá ở đây. Thì mình thấy màu xanh lá ở đây. Xong. Tiếp tục, viên cuối cùng này các bạn không cần suy nghĩ gì cả. Chỉ cần đưa nó vào đây thôi. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ lật tất cả các viên gốc vàng lên mặt trên cùng. Ok. Và ở phần này sẽ có hai trường hợp. Như thế này.
Thì trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ đi như mình sẽ giải như thế này nha. Chúng ta sẽ nhận biết ở trường hợp này bằng cách hai viên này sẽ cùng màu nhau và hai viên này sẽ đối màu nhau và tất cả viên vàng không có viên nào ở mặt trên cả. Nó cũng khá giống cái trường hợp này, y chang luôn. Khá giống trường hợp này bên 3x3 nha các bạn. Giờ mình cầm cục Rubik như sau. Ngón cái đặt ở viên tâm trắng, tâm mặt đáy, đó. Và cái ngón đặt như thế này. Và cái ngay trước như sau. Đó, mình sẽ làm lại nha. À, mình bẻ xuống, xong mình lấy lực của ngón giữa đẩy qua, xong mình đẩy lên, xong ở đây nè, mình dùng lực của ngón trỏ đẩy qua đây, đó là xong, lật được tất cả các góc. Đây, ở trường hợp tiếp theo, đây 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 và đây, nó sẽ giống với trường hợp này bên 3x3. Thì ở trường hợp này sẽ có hai viên góc lật lên trên và hai viên góc bị lật và chỉ ở trước mặt mình. À, nếu như thế này thì các bạn làm nó sẽ không được nha. Bạn phải để ở vị trí như thế này. Và mình sẽ làm như sau. Cũng dùng như công thức hồi nãy để mình lật bốn viên này nè. Nhưng mà mình làm ở vị trí này. Đó. Xong, chúng ta sẽ y qua và làm công thức đó một lần nữa vì nó ra trường hợp y chang hay trường hợp hồi nãy nè. Đó, lúc này mình sẽ giải được bốn viên góc kinh cùng. Ok, còn tiếp theo chúng ta sẽ đưa viên tâm vàng về vị trí ở trên mặt cùng nha, là có nghĩa mình sẽ giải mặt vàng á mà vẫn giữ nguyên mặt trắng nhé. Đây, và mình sẽ để viên vàng này nằm ở đằng sau nha các bạn, nằm ở đằng sau bên trái. Và mình làm như sau, cũng công thức đó. Và mình xoay một lần công thức đó và mình xoay qua một mặt, hai mặt và làm công thức đó một lần nữa và xong, mặt vàng để lên. Ok, và đây sẽ là bước cuối cùng để hoàn thành khối skip này. Khi chúng ta giải xong mặt vàng ở trên cùng thì bước này mình sẽ gọi nó là BLL nha các bạn. Đây, trường hợp dễ nhất và cũng là trường hợp đầu tiên mình sẽ hướng dẫn. Trường hợp này mình sẽ gọi trường hợp này là BLL chữ U thì nó rất giống với BLL chữ U bên 3x3. Đó, ba viên này nó sẽ đổi vị trí cho nhau và đây cũng vậy. Ba viên tâm này nó sẽ đổi vị trí cho nhau. Và ở trường hợp này mình sẽ để hai mặt đáy ở hai bên nha các bạn. Và mặt cam mình sẽ để dưới mặt hoàn thành rồi đó, chứ không phải là một nhất thiết là mặt cam. Đó. Và mình sẽ cần đưa viên một đỏ vào đây, màu xanh dương vào đây và màu xanh lá vào đây. Và đặt mặt cam ở dưới nha các bạn. Và mình làm công thức như sau. Ok, xong. Thế là hoàn thành xong cục Rubik. Trường hợp tiếp theo, chúng ta sẽ đổi vị trí 4 viên tâm nhé các bạn. Hồi nãy chỉ là 3 viên thôi. Và ở trường hợp này, mình sẽ đổi 2 viên này với nhau. 2 viên này với nhau. Đổi 2 viên kề. Mình sẽ gọi trường hợp này là BLL chữ Z. Và mình sẽ làm công thức như sau. Mình phải đặt hai viên không phải như thế này nha, không phải hai viên này đổi nhau mà mình sẽ đặt như thế này để hai viên này đổi nhau và hai viên này đổi nhau. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn fingerchip nhé. Và cách đặt tay như sau. Ngón cái bên tay trái sẽ đặt ở mặt trước bên trái, ngón cái bên tay phải sẽ đặt ở mặt dưới đáy mặt màu trắng, và ngón trỏ và ngón giữa đặt ở mặt bên phải đằng trước, và hai ngón út và ngón áp út đặt ở mặt đằng sau bên phải
và còn lại là ba ngón này ở đây và ngón út đặt ở dưới đây để giữ. Ok, đó, ngón út nè. Và phiên đi trước như sau, đẩy lên. Mình sẽ làm lại một lần nữa nha. Và đây mình sẽ R, L phẩy, U phẩy. Và lúc U phẩy á, mình sẽ dùng ngón trỏ hoặc là ngón giữa đẩy viên này qua nha. Rồi mình L và U. Và tay phải cũng như tương tự, ngón giữa nha. L, R, L phẩy, R. Đó. Ok, tiếp theo là trường hợp BLL chữ H. Đây cũng là trường hợp BLL cuối cùng. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn fingerchip như sau nhé. Đặt tay như thế này nha. Đẩy lên. Xin lỗi các bạn. Đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Rồi, hai lần rồi. Chúng ta sẽ xây cướp qua. Đẩy lên. Và đẩy xuống như thế này. Và tiếp tục đẩy lên, và đẩy xuống như thế này. Đó, một trường hợp rất là dễ thuộc. Ok, xin chào tạm biệt các bạn. Ê khoan, còn một trường hợp nữa. Và đây là một trường hợp mình tự nghiệm nha. Thì ở trường hợp này, viên vàng nó chưa có được đưa lên đây nha, chưa giải xong từng ở trên đấy. Đây, và trường hợp này nó sẽ như thế này, đổi hai viên này với nhau và đổi hai viên này với nhau. Và chúng ta chỉ cần làm cái công thức mà chúng ta giải viên viên bốn viên gốc á, ở công thức đầu tiên á, ba lần. Đó, một lần, hai lần và ba lần, chúng ta sẽ giải được trường hợp này. Đó, ok. Chúc các bạn thành công nha. Đã đã. Đâu chứ biết giải mà. Lo mà đi coi clip đi. Clip của Lê Hà Phong Speakuber đó. Có hướng dẫn hết. Coi clip đi rồi biết giải nè vậy. Vậy hả? Ok. Xin chào tạm biệt các bạn nha.